mọi người ơi, đây rất là chuẩn. Mời các bạn anh ạ. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh em chúng tôi lại tiếp tục làm cái clip săn bắt mọi người, săn bắt chột nha mọi người. Ok, thì video săn bắt chột này cũng có một bạn yêu cầu mình làm về cái săn bắt nướng ăn chột. Ok, và hôm nay anh em mình đi kiếm chuột, không biết có thành công để mà nướng cho các bạn xem không. Nhưng mà trước mắt là anh em mình sẽ cố gắng săn bắt đủ các kiểu để mà anh em mình có cái con chuột để mà anh em mình làm ẩm thực của mọi người ạ. Ok, đây. Và những thanh niên sẽ cùng đi ngày hôm nay. Có mất chuột tôi chụp luôn. Vẫn là thanh ăn như ngày nào. Đây, anh em mình chuẩn bị lá đây mọi người. Đây là một cái túi để đựng cái gì cũng chả biết nữa. Đây là xe là cameraman của mình. Nhưng mà bây giờ để em nó cầm cái này trước, mình sẽ cầm quay để cho hai thanh niên kia bắn mọi người ạ. Bằng lá mọi người nhá. Thì không có tiền, mình anh em mình chơi lá ấy, lá bình thường thôi, lá bình dân thôi, tầm 5.000 thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lá của Thanh ăn. Tiến hay xem lá của Thanh ăn thật là rất là lợi hại luôn. Đây, mùa này thì đây anh em mình từ nhà anh em mình vô đây tầm 2 cây số rồi mọi người. Anh em mình sẽ vô trong đám chuối này nhá. Thì mỗi khi là chuột nó sẽ ẩn nấp ở trong chuối này. Ok. Nói chung video này cũng khá là dài, cũng khá là mất thời gian mọi người. Đây, hiện tại đang vô trong đám chuối này. Ok. Ok, video này phải nói với các bạn chắc là một ngày này không xong mọi người. Nếu mà có thì mình làm nhăn, nếu mà hiện tại thì mình đang thấy một cái yếu tố chuột mọi người ạ. Không biết nó ở trong đây không. Mỏng. Anh em sẽ tiếp tục đi nha. Đại về. Đại về. Đại. No. Lên phải, lên YouTube lên. Bạn hình. Lên ngửa nó đang quần tay nghe mới. Mọi người ơi, đây. Rất là chuẩn, rất là khá là to mọi người ạ. Đây, bắn rất là chuẩn luôn. Ở nhà một con này giờ đi hơn 3 km mà giờ có một con chuột mọi người. Ok, bỏ vào túi đi. Thì tươi quá. Không lù quá. Này anh em mình đi khá là xa mọi người, tầm 5 cây số mà bắt được mỗi một con thôi. Đây khá là đẹp. Người sau hơn 8 tiếng anh em mình đi săn bắt chuột các kiểu thì anh em mình đã tới một nơi phải nói với các bạn rất chi là đẹp luôn. Đây, nói chung đây giờ anh em mình có đi bộ từ nhà mình mọi người, từ nhà về lên đây, nói chung anh em mình đi vòng vòng nữa, đoạn đường anh em mình đi chừng tầm 7 đến 8 km mọi người. Nói chung đi từ sáng giờ mới tới đây này. Giờ là mình coi đồng hồ cho mọi người xem. Đây, giờ là 1 giờ này mọi người. Đây, 1 giờ nhá. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem con chuột mà tụi mình đã bắt được. Tại vì hôm nay mình không có quay quá trình mà săn bắt mấy con sau ấy mọi người. Tại vì camera mình hết pin rồi. Máy quay hết pin nên mình đi về sạc. Còn mẹ em sẽ đi bắt mọi người. Và đây là thành quả của... Đây là thành quả hôm nay mọi người. Bắt được 4 con. Đấy. Con nào con đấy cũng khá là to mọi người. Bắt được 2 con nữa. Đấy, như đây là đủ rồi mọi người, đủ ăn rồi.
Đây, làm nhiều thì sợ ăn không hết phí mọi người ạ. Ok. Đây hiện tại đang làm lứa này. Đang làm lứa đây, đi qua thằng nước lọ lọ trên đầu. Đây, thành ăn. Thôi, chốt 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 anh rồi. Con chim ngang ngóng đây. Sớm nay đi bắt chốt có mệt không? Mệt chưa? Các bạn đừng nhìn quần mình nhét nha. Thấy con chim mình cất đôi ra. Được, cứ quay gì vậy. Đây, đang thui chốt này mọi người. Đã ngăn nuôi chị đẹp phạm lắm bóng mắt không vừa rồi. Thành ăn mơ múa cho các bạn xem. Đây, mọi người biết này. Đang quay mà mưa mất rồi mọi người ơi. Kia này mưa này. Đây không biết có kịp ăn không đây. Kịp ạ. Tại vì hôm nay anh em mình đi bắt ấy cũng tới chỗ đây rồi mà gần tới chỗ đây này. Tiện thể anh em mình vô đây anh em mình làm luôn. Nếu mà tí nữa mà có mưa anh em mình sẽ chui vào kia ở mọi người. Ẩn nấp vào hai tảng đá to khổng lồ rồi trước tay mình chỉ kia. Đấy. Thì anh em mình sẽ vô đây anh em mình ăn. Thương nói thật. Mình chất tộc bà na và là gì kia. Ok. Chờ nhiều video họ nướng đẹp ở đây mình nướng theo đúng chất của người dân tộc mình. Anh em mình nướng như này thôi mọi người ạ. Đấy nhưng mà ăn rất cực kỳ ngon luôn. Bà na khác để mình đang dân tộc không mong. Đấy. Đây nướng như này ăn mới ngon. Đây còn nhiều bạn kêu nướng cho nó đẹp là đàng hoàng này không. Đừng kiểu đây là ăn không có ngon đâu mọi người. Ok. Và lại trời chuẩn bị đổ mưa nữa kìa. Ok mọi người và bây giờ anh em sẽ thưởng thức thôi nhá. Để em nhỏ nhất em cameraman. Đây, anh vua của nó. Đây, chấm muối ớt này. Đồ, chấm đặc bạn. Đặc bạn, có con răng âm mày có thích anh không? Sao mày lên chứ? Kế quá. Ngon. Đây lúc mình rồi. Ôi yeah mình. Ôi thế này. Cái gì đây? Cứ trừng cái nó thôi. Bắt nó gì? Nước bông nó ra rồi, nước đè. Ngon lắm. Ok, đây là nhận xét của hai thanh niên đã xong rồi, tới lượt của Thanh An. Thanh An chơi cái gì đây em? Cái việc mặc cái gì? Quán. Chào em thầy ăn, ngon không? Ngon. Nhưng mà kỳ quá. Mình sẽ là người đứng quê mọi người. Bây giờ anh thử chuột mà nướng nó như thế nào mọi người. Kiểu nướng kiểu dân tộc anh em mình thôi. Chứ còn nướng như kia thì nó lâu quá mọi người. Tuy nó đẹp thật nhưng mà nó đã vừa. Ăn cũng không ngon mấy đâu. Ngon. Đây nè. Nhiều chít chít nhỏ quá. Được. Là mình thằng nào cũng. Ồ, khác cũng có màu à. Lấy muối ơi, thằng to. Muối đâu rồi? Muối nó không gì là. Ngon mọi người.
ngon nhưng mà kỳ quá. Đừng thịt ở răng. Giống như thịt heo luôn. Thế ra anh em tính định luộc da nó bò nhưng mà phí mọi người. Da nó ăn cũng rất là ngon. Ôi ốc tay cây quá. Ốc tay cây ốc ơi. Đây mời tất cả mọi người nha. Ok 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 đây là nó là mặn nhiều hơn trong hàng đẹp đúng á. Đâu mày? Ngon. Còn xong. Chuột nướng như này thì rất là ngon nên mà bây giờ ăn đã hết rồi. Ok, thời lượng video này của chúng tôi đến đây khá là dài. Các bạn hãy để lại một like và share và kèm thêm một đăng ký kênh để ủng hộ anh em tụi mình nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye các bạn, anh ta.